Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 68 Bộ Truyện Dân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi vâng cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 68 của bộ truyện này. Dân đạo Đại Thánh tập 68 Sự liên hệ giữa linh thể và thân thể của mình đang nhanh chóng suy yếu. Tình huống này không đúng. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Lực lượng cường đại truyền đến, lục dịp bỗng mở mắt ra. Phát hiện mình vẫn ngồi trên đám sương mù, nhưng đã không còn là trạng thái linh thể như vừa rồi. Trong tẩy hồn trì này, có thứ gì rất quái lạ. Ý thức được điều này, lục dịp lập tức cẩn thận một chút. Hắn cẩn thận điều tra bản thân, rồi lại hồi tưởng đủ loại cảm giác vừa rồi, rất nhanh đã xác định vấn đề. Sông mù tẩy hồn trì đúng là có lực tổng bổ cực lớn đối với thần hồn, có thể lớn mạnh lực lượng thần hồn. Nhưng khi mình lại có cực hạn tiếp nhận, dù sao hắn chỉ là tu sĩ linh khê cảnh. Nếu lực lượng thần hồn trở nên quá cường đại trong thời gian ngắn sẽ theo bản năng muốn thoát khỏi ràng buộc của nhục thân. Ví dụ như, xuất hiện tình huống thần hồn xuất khiếu như vừa rồi, mà theo thần hồn không ngừng lớn mạnh, tình huống này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhục thân là vật chứa thần hồn, là chỗ căn bản của thần hồn. Một khi thần hồn thoát khỏi ràng buộc của nhục thân, thì sẽ thật sự bị chuyển hóa thành linh thể. Đây là kết quả mà luật diệt tuyệt đối không thể nào tiếp thu được linh thể đơn thuần, đương nhiên có rất nhiều chỗ tiện lợi. Nhưng nếu như không có nhục thân làm chỗ dựa, thì cuối cùng là nước không nguồn, cây không rễ. Như y y không có nhục thân, nhưng nàng là trành linh do hổ phát chuyển hóa mà thành. Thật ra nàng cũng có chỗ dựa. Xác định vấn đề, lục dịp không còn dám tùy ý làm bậy. Tình huống này thì hoàn toàn khác với lúc ở Long Tuyền. Ở trong Long Tuyền, cho dù hấp thu nhiều huyết vụ, cũng chỉ dẫn đến thể phát trở nên cường đại trong thời gian ngắn. Tư duy không theo kịp phản ứng của nhục thân, sau đó từ từ thích ứng là được rồi. Nhưng mà tẩy hồn trì để cho thần hồn trở nên quá mạnh mẽ, cuối cùng cũng không phải là chuyện gì tốt. Vốn lục dịp đã tạo dựng hơn 130 linh văn tụ linh trong linh khiếu của mình. Giờ phút này vội vàng tản ra một nửa, tránh cho mình không có dịu nổi bổ dưỡng hồn vụ xung quanh. Một lát sau, lục dịp lại tán đi một nửa, chỉ để lại 30 linh văn tụ linh. Tình huống vẫn không lạc quan, giống như vừa rồi, hắn cắn nuốt quá nhiều hồn vụ, dẫn đến lực lượng thần hồn của hắn đã tăng trưởng tới cực hạn. Nếu cứ tiếp tục tăng trưởng như vậy, thì nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng thần hồn xuất hiếu. Cảm thụ một lát, hắn bất đắc dĩ, hoàn toàn tán đi 30 linh văn cuối cùng. Tình huống trở nên lúng túng. Rõ ràng chỗ tốt gần trong gan tất Chạm tay là có thể chiếm được Hắn lại chỉ có thể ngồi không Thành chủ bên cạnh tẩy hồn trì Cúi đầu nhìn Khẽ vuốt cầm Lục dịp có thể biết được vấn đề nhanh như vậy Thậm chí còn ngăn cản được sự hấp dẫn của hồn vụ Điều này làm cho thành chủ hơi có chút ngoài ý muốn Xem ra Tiểu tử này cũng không có tệ lắm Giống như lúc trước hắn nói Làm người không thể nào quá tham lam thỏa mãn mới có thể thường nhạc trong khi nghĩ như vậy thành chủ lại thấy lục dịp lấy ra túi trữ vật mở miệng túi ra lắc lắc trái phải dùng nguồn cất hồn vụ vào trong túi trữ vật thành chủ nhìn vậy thì dở khóc dở cười giờ mới hiểu được làm người không thể tham lam chỉ là câu nói cẩu thí đơn thuần là nói bậy mà thôi dưới tẩy hồn trì lục dịp điều tra tình hình trong túi trữ vật. Quả thật, chứa được một chút hồn vụ. Nhưng mà bản thân không gian của túi trữ vật là có hạn, cho dù tràn đầy thì có thể chứa bao nhiêu. Truyền thuyết, trước kia có người từng cơ duyên xảo hợp được mấy giọt nước ao của tẩy hồn trì, mang đi ra ngoài hiếu kính với trưởng bối trong môn. Nhưng mà làm sao có thể lấy được nước? Lục dịp thu túi trữ vật cúi đầu nhìn xuống bên dưới hồn vụ quay cuồng nồng đậm này không thể nào vô duyên vô cớ sinh ra. chẳng lẽ cội nguồn lại phi dưới đáy của tẩy hồn trì? nhanh chóng treo túi trữ vật lại bên hông, lục dịp cắm đầu xuống, dùng cả tay chân giống như bơi về chỗ sâu của tẩy hồn trì. một lát sau, hắn cảm giác tốc độ quá chậm, vì vậy thúc giục phi giật thứ văn nhanh chóng bay xuống dưới, giống như cánh diều đang không ngừng xâm nhập vào tầng mây dày đặc trọn vẹn một nén nhang cũng không tới đáy hồ. Tẩy hồn trì này giống như là một vực sâu không đáy. Lục dịp cảm thấy không đúng, dù tẩy hồn trì có sâu tới đâu thì cũng có cực hạn. Hắn bay một nén nhang như vậy rõ ràng không được bình thường. Lúc này thành chủ đã ngồi bên cạnh tẩy hồn trì từ khi nào chẳng hay. Một bàn tay giống cầm biểu hiện nghi ngẫm. Mặc dù tiên nguyên thành bởi vì một chút nguyên nhân thường xuyên có người sống tiến vào, nhưng hắn là thành chủ cao quý đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ diện trước mặt bọn tiểu bối đã thật lâu không nhìn thấy cảnh tượng có chút thú vị như thế này trong tầm mắt của hắn lục diệp căn bản không xâm nhập vào tẩy hồn trì mà vẫn duy trì tư thế bay lượn tại chỗ duy trì tư thế bay xuống dưới hồn vụ quay cuồng xung quanh thậm chí hoàn cảnh đặc biệt trong tẩy hồn trì cũng làm cho lục diệp sinh ra ảo giác rằng mình đang không ngừng xâm nhập trong tẩy hồn trì lục dịp thu linh lực của đôi cánh, quay đầu nhìn về sương mù dày đặc xung quanh như có điều suy nghĩ. Nếu không có cách nào xác định tẩy hồn trì sâu bao nhiêu, thì cũng không có cách nào xác định cho dù đến dưới đáy có thể tìm được cội nguồn hay không. Vậy có thể tự mình chế tạo ra chút nước cội nguồn của tẩy hồn trì hay không? Hồn vụ nồng động như vậy, theo đạo lý mà nói, chỉ cần thêm chút dẫn dắt để nó ngưng kết, thì hẳn là có thể hình thành hồn thủy đây cũng là một nguyên lý với sương mù ngưng nước về phần làm thế nào để dẫn dắt hồn vụ ngưng kết lục dịp ngược lại là có một ít suy nghĩ hồn vụ nồng đậm như vậy đã đến biên giới ngưng kết hóa thủy cho nên không cần thủ đoạn quá phiền phức chỉ cần làm cho hồn vụ càng dày đặc hơn là được rồi chuyện này có thể thành hay không thì hắn không biết dù sao chỉ là ý tưởng bột phát nhưng nếu có thể thành công thì thu hoạch sẽ rất lớn, nếu không thể thành thì cũng không có tổn thất gì. Luộc dịp đưa tay đặt lên trên đám sương mù trước mặt, linh lực điên cuồng thôi động, từng âm dương nhị nguyên kết hợp với nhau bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Mỗi một nguyên khí kia đều lớn cỡ bàn tay, trong chớp mắt đã trải rộng ra xung quanh. Thành chủ ngồi bên cạnh tẩy hồn trị đang thảnh thơi xem trò vui thì có chút ngơ ngẩn. Trong mắt hiện ra kinh ngạc giống như không ngờ lục dịp lại còn là một linh văn sư. Hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục tạo dựng linh văn như vậy. Linh văn này... Thành chủ quan sát tỉ mỉ linh văn to lớn nhanh chóng thành hình. Là tụ linh linh văn. Chỉ là tụ linh linh văn này có chút không giống với linh văn tụ linh bình thường. Chẳng những vô cùng to lớn mà hình dạng cũng có chút kỳ quái. Ở giữa lồi về phía trước đường cong bốn phía thì mở rộng ra, nhìn giống như là một cái phẻo. Phễu ư? Ừ. Thành chủ lập tức đứng thẳng người, mơ hồ ý thức được điều gì. Tiểu gia hỏa này tới đây hình như có chút khó chơi rồi. Sợ dĩ hắn đáp ứng để cho mấy người lục diệp tiến vào tẩy hồn trì, là bởi vì cho bọn hắn vào cũng tiêu hao không có bao nhiêu lực lượng của tẩy hồn trì. Cái giá để phong thích những trành linh bị chuyển hóa, đây coi như là một vụ giao dịch công bằng. Nhưng nếu như sự thật giống như hắn nghĩ Thì chính mình sẽ thua lỗ trong lần giao dịch này Dưới tẩy hồn trì Lục Diệp thở vào một hơi Đây là một đạo tụ linh khí lớn nhất Mà hắn tạo dựng cho tới bây giờ Bao trùm phạm vi 10 trượng Hơn nữa còn là một cái tụ linh khí hình vẻo Lần này đã tiêu hao gần một nửa linh lực của hắn Không phải hắn không muốn xây dựng lớn hơn Chỉ là nếu như xây dựng lớn hơn nữa thì cho dù là hắn cũng không có khả năng linh văn đã tạo thành muốn xem có thể thành công hay không thì cần phải xem biến hóa tiếp theo cẩn thận cảm nhận phát hiện được trong phạm vi bao trùm của linh văn hồn vụ vốn đã nồng đậm trở nên càng nồng đậm hơn nhào nhào từ bốn phương tám hướng lao tới sau đó không ngừng tụ tập từ chỗ lỗ thủng tiết ra trong chốc lát mũi nhọn của phẻo lớn đã có thêm một luồng khí tức cường đại liên tục không ngừng dân trào ra một lượng lớn hồn vụ. Không được rồi, mặc dù có thể tụ tập hồn vụ, nhưng không có cách nào để hồn vụ ngưng kết. Còn cần phải ngăn miệng phễu Lục dịp lập tức đưa tay ra, thúc giục linh lực hành động. Hồn vụ tụ tập không phát tiết ra được, không ngừng tích tụ, áp súc, chậm rãi. Trên vách phẻo xuất hiện một loại dịch thể, từ từ lớn lên, chạy xuống từ vách tường của phẻo, tích tụ ở chỗ nhọn của phẻo xong rồi luật dịp mừng rỡ không thôi nhìn hồn thủy tích tụ ra thấy từng giọt từng giọt của nó dần mở rộng giống như là hạt xương sáng sớm chảy xuống đến trung tâm của lá sen bên cạnh tẩy hồn trì nhìn thấy cảnh này thành chủ thật sự không chịu nổi tẩy hồn trì không chỉ đơn thuần là căn bản của tiên nguyên thành mà cũng là căn bản của vô lượng thận cảnh khác lực lượng của tẩy hồn trì cũng không thể trôi qua quá nhiều giờ phút này hắn vô cùng hối hận vì khi trước đã cho lục dịp thời gian ba canh giờ bởi vì hắn nghĩ rằng ba canh giờ thì tiểu tu sĩ như lục dịp này đã đủ thỏa mãn khẩu vị của hắn rồi nhưng mà bây giờ xem ra mình đã cho quá nhiều sớm biết như vậy thì cho nửa canh giờ là được rồi nhưng lời nói như bát nước đổ đi dù sao hiện tại cũng không thể kéo lục dịp ra được vậy thì phải làm sao đây thành chủ nhìn trái nhìn phải một cái thấy tất cả tiên nguyên vệ đứng gần đó đều đưa lưng về mình hắn lại giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng quấy một chút về tẩy hồn trì dưới tẩy hồn trì lục dịp đang vui vẻ nhìn hồn thủy không ngừng tích tụ hồn vụ phun trào bỗng trở nên kịch liệt làm cho phễu lớn vặn vẹo ầm ầm vỡ vụn hồn vụ tụ tập không có trói buộc lập tức tứ tán hồn thủy vất vả tích tụ ra cũng theo linh văn vỡ vụn mà văng ra khắp nơi lục dịp tay mắt lanh lẹ thôi động linh lực bao lấy những hồn thủy mặc dù tổn thất một chút nhưng cuối cùng cũng lấy về hơn phân nửa hắn nhanh chóng lấy ra một bình ngọc chứa dục liệu từ trong túi trữ vật rồi đặt những hồn thủy kia vào lắc lư nhẹ nhàng có dáng vẻ gần như nửa bình nửa bình hồn thủy nhỏ như vậy ít nhất cũng có hơn 10 giọt trước kia cho dù có người mang hồn thủy ra khỏi tiên nguyên thành thì nhiều lắm cũng chỉ là vài giọt kém xa so với hắn đã từng có kinh nghiệm thành công một lần nếu thi triển lần thứ hai thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều nhưng kinh nghiệm vừa rồi đã làm cho hắn ý thức được linh văn do mình tạo ra vẫn quá lớn lớn thì đương nhiên có chỗ tốt của lớn có thể tụ tập càng nhiều hồn vụ thì càng tốt hình thành hồn thủy nhưng không đủ ổn định một khi hồn vụ phun trào kịch liệt thì cũng dễ dàng dẫn đến linh văn sụp đổ cho nên, tốt nhất vẫn là thu nhỏ linh văn này một chút. Hắn lại đưa tay ra thúc giục linh lực, ông dương dị nguyên nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Trong chốc lát, một cái phễu lớn thành hình, nhưng mà lần này phễu nhỏ hơn một vòng so với vừa rồi, chỉ bao trùm đến phạm vi bảy trượng mà thôi. Linh lực của bản thân tiêu hao rất lớn, Lục dịp vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra tức quả tử uống vào, rồi nhanh chóng khôi phục lại tiêu hao của bản thân phễu này nhỏ hơn vừa rồi, hiệu suất ngưng kết hồn thủy cũng kém hơn một đoạn. Nhưng điều khiến cho lục diệp cảm thấy nghi ngờ là không biết tại sao thời gian duy trì của phễu này lại ngắn hơn vừa rồi. Khi sương mù kịch liệt phun trào đánh vào cái phễu, lục diệp đã sớm chuẩn bị tranh thủ thời gian cướp lấy những hồn thủy tản ra rồi cất vào trong bình ngọc. Lục diệp lại bắt đầu xây dựng phễu. Thời gian trôi qua, lần lượt tuần hoàng cho dù có tất quả tử khôi phục linh lực Thì lục diệp cũng có chút không kiên trì nổi Tốc độ khôi phục cũng không đuổi kịp tiêu hao Cái phẻo xây dựng ngày càng nhỏ Mỗi lần thu hoạch cũng ngày càng kém Không biết trải qua bao lâu Chợt có một lực lượng cường đại áp chế bản thân Lục diệp lập tức phát giác không đúng Cũng không lo được quá nhiều Bồi vàng chủ động thu thập một chút hồn thủy mới hình thành. Ngay sau đó tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ Chờ đến khi bình tĩnh lại thì đã về tới trong tiểu viện trước đó, ngã xuống đất có chút chật vật. Y Y hổ phách và cự giáp đứng bên cạnh mình, nhìn thấy lục dịp ngã sắp xuống. Y Y đại khái là muốn đứng lên đỡ. Những lúc này tình trạng của nàng rõ ràng không bình thường. Bên ngoài thân thể nàng có một trận linh quan chấp động, đi đường cũng không đi được thẳng. Chẳng những nàng như vậy mà hổ phách và cự giáp đều như vậy, giống như uống rượu say, Đi trên đường ngã trái ngã phải Thời gian ba canh giờ Ở trong tẩy hồn trì Lấy được chỗ tốt quá lớn Mỗi người cũng chán ván nhẹ chân Nhất thời khó có thể thích ứng Nhưng đây không phải là chuyện xấu Chỉ cần thoáng khôi phục mấy ngày là đủ rồi Lục dịp đứng dậy Khoát tay với bọn hắn Ra hiệu mình không sao Cự giáp thấy vậy Dốt khoát đặt mông ngồi xuống đất Nhắm mắt rồi ngồi Y y cũng không kiên trì nổi một đầu đâm vào trong cơ thể hổ phách, biến mất không thấy đâu. Hổ phách thì nhảy đến trên đùi cự giác, cuộn mình đứng lên không nhúc nhích, rất nhanh truyền đến tiếng ấy. Thành chủ trong phủ điều tra tình hình của tẩy hồn Trì, khẽ thở dài một tiếng. Lần này tổn thất không nhỏ, cũng may còn có thể tiếp nhận. Hắn cũng không ngờ rằng tiểu tu sĩ cảnh giới tầng 8 kia lại có thủ đoạn quỷ dị đến thế, lại có thể làm cho xương khói ngưng kết thành hồn thủy mang đi vốn tưởng rằng cho dù đối phương có thủ đoạn như vậy, bằng số lượng linh lực dự trữ của hắn cũng không dày vò được mấy lần. Ai ngờ tiểu tử kia còn có một loại đồ vật có thể khôi phục linh lực nhanh chóng, lượng lực tạo thành loại linh văn hình phễu to lớn. Hắn cũng không thể nào làm quá rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi đối phương có một chút thu hoạch, sau đó ra tay, phải đi cái phễu, tránh cho bị người khác phát hiện ra manh khóe. Nếu không phải hắn ngầm thầm dở trò xấu như vậy Thì lần này bị tử tử kia mang đi Không biết bao nhiêu là hồn lực rồi Giờ khắc này Lục Diệp đang điều tra thu hoạch Tạm thời không nói đến việc tăng lên thần hồn Chỉ riêng về hồn thủy Lục Diệp đã đổi đầy 3-4 bình Bình không lớn Đều dùng để đựng đan dược Nhưng cho dù một bình hồn thủy Chỉ có 30 giọt Thì lần này cũng thu hoạch được hơn 100 giọt hồn thủy Đây chính là tinh hoa Do hồn vụ ngưng kết đều là áp xúc Mang thứ này ra ngoài đưa cho trưởng giáo, tất nhiên trưởng giáo sẽ có lợi ích rất lớn. Còn có nhị sư tỷ Nhị sư tỷ đã vượt qua chân hồ cảnh, hình như sắp tấn thăng thần hải cảnh, cũng cần thứ này. Còn có tướng sư huynh Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên cũng giống như hắn, tạm thời đều không tiếp xúc được lực lượng thần hồn. Nhưng mà hồn thủy có thể làm lớn mạnh nội tình của thần hồn ở các phương diện khác đều có trợ giúp. Trong lòng lặng yên tính toán, lục dịp điều tra biến hóa của mình. Trước đó trong tẩy hồn trì, mặc dù hắn có thể cảm giác mình có thu hoạch rất lớn, nhưng vẫn bận tâm làm hồn thủy, cho nên hắn cũng không điều tra. Vừa tra xét, lập tức phát hiện ra khác biệt so với trước. Trước đó, cảm giác của hắn đối với bản thân có chút mơ hồ cho dù mượn nhờ linh lực chảy xuôi có thể cảm giác được, tình huống đại khái cũng không tính là rõ ràng. Giống như cách một tầng màn thật dày, nhưng bây giờ cũng rất rõ ràng, giống như trong cơ thể mình có thêm một đôi mắt vô hình. Muốn cái gì thì có thể nhìn thấy cái đó. Loại cảm giác này hắn đã cảm nhận qua một lần khi thần hồn xuất khiếu, cho nên cũng không lạ lẫm. Năng lực điều tra rõ ràng tình hình của bản thân như vậy là rất hữu dụng ví dụ như bị ám thương trong lúc chiến đấu kịch liệt có lẽ trước đó không điều tra được thương thế cụ thể nhưng mà bây giờ thì có thể thấy rõ ràng không chỉ là cảm giác của bản thân lục diệp cảm thấy cảm giác của mình giống như tạo thành một loại lực lượng vô ảnh vô hình hơi thúc đẩy một chút là có thể bao trùm trong phạm vi 10 trượng xung quanh trong phạm vi 10 trượng này một chút dị thường hắn đều có thể cảm giác nhưng khoảng cách càng xa thì cảm giác càng mơ hồ Khoảng cách càng gần thì càng rõ ràng, nhất là một trượng trong phạm vi xung quanh. Điều này làm cho hắn ý thức được một dịu dụng, đó chính là sau này không cần lo lắng bị quỷ tu vụn trộm sờ đến bên người. Trước đó đã có quỷ tu tìm đến sau hắn muốn đánh lén, nếu không phải lục dịp đã xâm bố trí cử giới đồ vây khốn đối phương, thì hắn cũng không thể nào phát hiện ra. Lục dịp nhìn thấy rõ ràng Linh Văn cũng có thể khám phá ra nơi ẩn nấp của quỷ tu. Nhưng Linh Văn là chủ động thúc giục, cảm giác là không có giờ khắc nào không có, mà lại là toàn phương vị không có góc độ. Rõ ràng có ưu thế lớn hơn so với nhìn thấy rõ ràng trong hai con người. Trước mắt tu vi của quỷ tu mà hắn gặp phải còn thấp, tuy có thể vận dụng một chút thủ đoạn của quỷ tu, nhưng dù sao cũng không tính là đạt được tinh túy. Sau này tu vi cao hơn gặp phải quỷ tu sẽ ngày càng khó đối phó hơn. Có cảm giác lực lượng cường đại như vậy khi đối phó với quỷ tu tập sát, thì hắn không thể nghi ngờ là có thể càng thêm thông dông. Chỗ tốt không chỉ tăng lên cảm giác của bản thân, cho dù trước mắt lục dịp không tiếp xúc được lực lượng thần hồn, nhưng có thể làm được điều này thì mỗi người đều có thể. Nó liên quan đến mỗi phương diện sinh hoạt tu hành và chiến đấu lực lượng thần hồn tăng lên, rất nhiều thứ cũng thay đổi theo. Trước đó khi lục dịp tạo dựng phễu linh văn trong tẩy hồn trì, hắn đã nhận ra bản thân đã nâng cao một bước với khống chế linh lực. Vốn bởi vì hắn không ngừng luyện tập linh văn, nên hắn đã khống chế linh lực vượt qua tu sĩ cung cấp. Hiện nay trên cơ sở này lại có sự tăng lên to lớn. Ý niệm vừa động, linh lực thúc dục, ánh sáng màu đỏ thẩm trên tay phun trào hóa thành một ánh lửa lục diệp nhẹ nhàng ném ra ngoài ánh lửa lúc này bay múa lên không ngừng xê dịch giữa không trung tâm niệm của lục diệp lại cử động ánh lửa lập tức hóa thành một con chim lửa rực rỡ mang theo lông đuôi thật dài bay múa lưu lại vết sáng giữa không trung cuối cùng thầy hỏa phượng hoàng thuật cũng trở nên bình thường lục diệp không nhịn được có chút thổn thức hắn tự học thuật pháp này thuật pháp này cũng có chút không quá bình thường hỏa phượng hoàng thuật biến thành hỏa am thuận. Cho dù tu vi của hắn không ngừng tăng, cũng không có được bất kỳ cải thiện nào. Điều này dẫn tới việc nếu không cần thiết, thì hắn cũng không thôi động thuật pháp, tránh cho bị người khác cười chế nhạo. Mãi cho tới khi đạt tới tầng 78, hắn mới luyện được hỏa long thuật. Hỏa phượng hoàng lại bắt đầu biến hóa, biến thành hỏa long lắc lư. Đây không phải là thuật pháp đơn giản, cho dù là những pháp tu ở tu vi tầng 8 tầng 9 cũng không làm được loại trình độ này. Đây là thuật pháp cao siêu hơn khống hỏa thuật một tầng. Linh lực từ từ tiêu tan, hỏa lòng biến mất không thấy nữa. Lục Diệu chợt nhớ tới từ trước tới nay mình không hài lòng đối với uy năng của ngự khí, chủ yếu là bởi vì hắn không có cách nào tạo dựng linh văn trên ngự khí, tiếp theo tăng thêm sát thương và tốc độ ngự khí. Vì vậy Lục Diệp vẫn muốn cũng gia trì Linh Văn ở thời điểm ngự khí. Nhưng mà độ khó của việc này quá lớn. Lúc trước, hắn đã thử qua vài lần, nhưng đều thất bại. Bởi vì mặc dù hắn còn có lực khống chế đối với linh lực ly thể, nhưng mà cường độ có thể khống chế sẽ giảm trên phạm vi lớn. Ngự khí đơn thuần cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bốn cùng lúc tạo ra Linh Văn cũng có chút thiên phương dạ đàm. Lục Diệp vốn cho rằng phải chờ tu vi của mình cao hơn chút mới có thể thực hiện được tư tưởng này nhưng hiện tại xem ra hình như có thể thử trước một chút nghĩ như vậy lục dịp lấy ra đoạn đao không chui từ trong túi trữ vật ra tiện tay đánh ngự khí lập tức hóa thành lưu quang bay lượn mà đi tâm thần khẽ nhúc nhích chui đoạn đao trên không lóe lên ánh sáng phong hành gia trì tốc độ lưu quang vốn cực nhanh lại đột ngột tăng đạt đến một trình độ không thể tưởng Ngự khí vốn là để tăng tốc độ lại có phong hành gia trì, tốc độ như vậy căn bản không phải tu sĩ linh khê tầng 8 hay tầng 9 bình thường có thể phản ứng kịp. Cho dù là những tu sĩ chuyển tu công pháp thiên cấp cũng không chặn được một kích này. Chuôi đạn đao trên không lại lóe lên ánh sáng phong duệ gia trì. Một lát sau, Lục Diệp thu hồi ngự khí, trong lòng có chút hài lòng. Có thể gia trì linh văn ngự khí, lực sát thương đạt được tăng cường cực lớn nhưng chỉ có một tai hại đó chính là thời gian có thể duy trì rút ngắn linh lực tiêu hao của ngự khí là sớm chứa đựng trong linh khí cho dù là phong hành hay phong duệ cũng cần tiêu hao linh lực điều này sẽ dẫn đến việc sau khi luật diệt tạo dựng linh văn linh lực chứa đựng trong ngự khí sẽ lập tức giảm bớt rất nhiều đương nhiên thời gian có thể duy trì đã rút ngắn đây không phải là vấn đề lớn gì gài địch thường thường chỉ cần một cái chớp mắt, Lục Diệp không cần thời gian dài đánh nhau với người khác, nếu thật gặp phải tình huống này, Lục Diệp sẽ mang theo bàn sơn đao đi lên chém người, có thể luyện hóa lại hai món linh khí. Trước kia, cực hạn ngự khí của Lục Diệp không chỉ có hai đạo, chỉ là hắn cảm thấy số lượng càng nhiều thì sẽ phân tán tâm thần nhiều hơn, cho nên mới không luyện hóa nhiều. Nhưng mà trước mắt, thần hồn đã mạnh lên, tâm thần đương nhiên cũng sẽ cường đại lên theo luyện hóa hai món linh khí ngự sử cũng không làm suy yếu lực chiến đấu của hắn nếu như có một ngày có thể đạt tới trình độ nhất niệm sinh trăm kiếm như tứ sư huynh lý bá tiên vậy thì lục dịp hắn có thể xông pha chiến trường linh khê rồi nhưng một loại chuyện này cần phải xem thiên phú không đơn giản là thần hồn và tâm thần đủ cường đại là được chiến trường linh khê nhiều năm như vậy cũng chỉ có một lý bá tiên trên tay hắn có rất nhiều linh khí có thể ngự sử trong đó không thiếu linh khí của cũ củ cấm đều là giết kẻ địch thu được từ đó tìm được hai món thích hợp đột dịp vừa nuốt linh đang khôi phục linh lực vừa chậm rãi luyện hóa cấm chế cự giáp thì vẫn còn đang đánh nhau hổ phát thì ngủ say y y không có động tỉnh trong tử viện cũng chỉ còn có một mình lục dịp ngược lại hắn không cảm thấy nhàm chán mỗi ngày vẫn như cũ tu hành đọc sách bây giờ hiệu suất đọc sách cũng cao hơn trước đây lý giải càng nhiều thêm thấu triệt đối với tri thức trong sách đây đều là chỗ tốt do lực lượng thần hồn cường đại mang đến thời gian nhoáng một cái đã là mấy ngày sau lục dịp đang vừa tu hành vì vừa nghiên cứu thư điển bỗng cảm thấy xung quanh có sức mạnh bài xích truyền đến hắn vội vàng khép sách rồi đứng lên cử giáp bên cạnh cũng đứng lên theo hai người sánh vai đi ra ngoài mới đi đến cửa sân viện kỷ viên đã tiến lên đón nhất dịp huynh tiên nguyên thành sắp đóng rồi cảm thấy tiếp tục đi về phía trước rất gần với việc tụ họp với đám người cổ tham dương sở dĩ muốn tụ họp là bởi vì nếu không tập hợp một chỗ vậy thì quay đầu là bị bài xích ra khỏi tiên nguyên thành có thể sẽ phân tán nếu tập hợp lại một chỗ thì chờ ra khỏi tiên nguyên thành cũng sẽ ở cùng nhau có thể tránh khỏi một chút phiền phức không cần thiết. Mọi người yên lặng chờ, lực đẩy xung quanh càng ngày càng mạnh, cho tới cực hạn nào đó, cảnh sắc trước mắt tất cả mọi người cũng bắt đầu mơ hồ, tiếp theo là vàng vẹo. Đợi cho tới khi tất cả đều bình ổn, mọi người đã xuất hiện ở một nơi giả ngoại. Cùng lúc này, tại phủ thành chủ Tiên Nguyên Thành, đại thống lĩnh Tiên Nguyên vệ tiến lên bẩm báo Thưa thành chủ, mọi người đều đã đi. Thành chủ hơi đưa tay, nhẹ nhàng vung lên. Giải cấm đi. Dạ vâng. Khi từng mệnh lệnh được truyền xuống, từng đạo cấm chế trong tiên nguyên thành bị giải trừ. Thành trì chấn động. Toàn bộ tiên nguyên thành xảy ra biến hóa cực lớn. Khi mấy người lục dịp ở đây, trong thành này bày ra một loại dấu hiệu cực kỳ rách nát. Nhưng đây chỉ là biểu tượng của tiên nguyên thành. Khi đại cấm được giải trừ, giống như gần sóng lan tỏa, Tiên Nguyên Thành chân chính từ từ hiện ra. Tượng giải phòng ốc cũ nát biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tượng đạo phòng tuyến kiên cố. Trên phòng tuyến hiện đầy trận pháp và linh bảo công thủ cỡ lớn. Mỗi một dạng này đặt trong cửu châu đều có giá trị liên thành, nhưng ở trong thành tiên nguyên lại có thể thấy khắp nơi. Hồn vụ của tẩy hồn trì cuồn cuộn từ trong hồn vụ kia, từng linh thể cường đại liên tiếp không ngừng đi ra Cơ bản có một nửa đều là cách ăn mặc của tiên nguyên vệ, một nửa khác là cư dân vốn có của tiên nguyên thành. Khác với những linh thể mà mấy người lục dịp gặp khi trước, thực lực của những linh thể này kém nhất đều là vân hạ cảnh, chân hồ cảnh và thần hải cảnh đều càng nhiều vô số, thế lực như vậy, bất kỳ một tông môn nào ở Cửu Châu cũng không thể bằng được, cho dù là những tông môn truyền thừa lâu nhất. Bọn họ đi ra khỏi tẩy hồn trì, vẻ mặt nghiêm túc chiên ý bừng bừng phấn chấn bởi vì bọn họ biết lại phải khai chiến mà trận chiến này đã duy trì không biết bao nhiêu năm nếu để cho lục dịp đứng ở đây thì nhất định có thể phát hiện một chút tiên nguyên vệ nhìn quen mắt đó là những tiên nguyên vệ đã từng bị hắn tiêu diệt không ai biết tiên nguyên vệ sẽ không thật sự tử vong cho dù đánh linh thể của bọn hắn tới vỡ nát chỉ cần tẩy hồn trì còn thì bọn hắn có thể tiếp tục xuất hiện bởi vì tất cả hồn ấn của linh thể đều trong tẩy hồn trì. Hồn ấn không phá, linh thể vĩnh viễn không bị diệt vong. Cho nên, tẩy hồn trì là căn cơ của tiên nguyên thành. Chẳng những tiên nguyên thành như vậy, mà rất nhiều vô lượng thần cảnh đều như thế. Trong sòng bạc, trong mắt của Lưu Tam Bảo hiện ra một tia thanh minh, bước nhanh chân đi ra. Thân thể mập mạp bay lên trời, bay thẳng về phủ thành chủ. Trong thanh lâu, Tỳ bà nữ ôn đàn tỳ bà trong lòng Thần sắc âm u đi ra đầu phố Trong thư viện Thư sinh bỏ lại một nửa văn chương đang viết Lắc đầu thở dài Thiên địa bất nhân Dĩ vạn vật vi sô cẩu Đồ tể mài đao trong hàng thịt Ở góc đường Đoán mệnh sư mù Ném đồng tiền lên Hơi xem bói rồi thổn thức không thôi Họa sát thần năm người trành linh từng được lục diệp thu vào dưới trướng triển hiện ra thực lực nào chỉ là linh khê cảnh mỗi người rõ ràng đều là đại tu thần hải cảnh trước đó thực lực mà bọn hắn thể hiện ra chỉ là biểu tượng hoặc có thể nói là kết quả của việc bị cấm chế áp chế trong toàn bộ tiên nguyên thành duy nhất không bị cấm chế áp chế chỉ có hai người là thành chủ và nữ nhân váy đỏ đây cũng là nguyên nhân thành chủ nói lục diệp linh thể của thành tiên nguyên không thể rời khỏi tiên nguyên thành. Không nói tới việc lục dịp có thể mang bọn hắn đi hay không. Cho dù thật sự mang đi, thì lấy thực lực của hổ phách cũng khó có thể gánh chịu trành linh cường đại như vậy. Kết quả duy nhất chính là ra khỏi tiên nguyên thành thì hổ phách bạo thể mà chết. Chỉ trong thời gian một nén nhang, thành tiên nguyên rách nát tiêu điều đã thay đổi bộ dáng. Lúc này trong tiên nguyên thành, từng đạo phòng tuyến đứng đầy linh thể, toàn bộ thành trì đều bị một luồng không khí túc xác bao trùm kim qua thiết mã chiến sắp nổi lên bọn họ tham lam cảm nhận được hương vị người sống xung quanh đó là các tu sĩ sống động trong tiên nguyên thành lưu lại thứ mùi này người bình thường không cảm nhận được cho dù là y y cũng thế nhưng đối với linh thể đã từ bỏ nhục thân của mình rồi chinh chiến vô số năm ở đây thì thứ mùi này quá rõ ràng chính là hương vị của những người sống này mới khiến cho bọn hắn duy trì linh trí bất diệt nhiều năm như vậy nếu không có trải qua nhiều năm như thế không biết đã làm bao nhiêu lần linh thể của bọn hắn không chịu nổi tòng sự vô tận này biến thành chỉ biết giết chóc vô tri điều này không liên quan đến thực lực mạnh yếu cũng bởi vì nguyên nhân này mà vô lượng thận cảnh mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở chiến trường linh khê và các nơi khác của cửu châu bởi vì mặc kệ là tiên nguyên thành hay vô lượng thận cảnh khác thì đều là cần người sống đến làm tan bộ dáng già nua nặng nề kia thành chủ nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong phủ đứng ở hai bên trái phải hắn phân biệt là đại thống lĩnh tiên nguyên vệ và nữ nhân váy đỏ ôm mèo trắng trong lòng người trước thông soái tất cả tiên nguyên vệ trong thành tiên nguyên người sau thông soái chính là linh thể khác ngoài tiên nguyên vệ thành chủ bỗng mở mắt ra ánh mắt sắc bén xuyên qua hư không nhìn về trên thành trì rồi nhẹ nhàng quát mở trận thành chủ dứt lời thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một vòng xoáy chậm rãi xoay tròn lúc vòng xoáy kia mới xuất hiện không tính là quá lớn nhưng rất nhanh đã đột nhiên mở rộng trong nháy mắt vòng xoáy đã bao trùm phạm vi trăm trượng nhìn lại bầu trời giống như bị phá ra một cái lỗ thủng vòng xoáy không biết liên thông tới đâu, nhưng trong vòng xoáy lại mơ hồ có chút động tĩnh truyền ra. Toàn bộ linh thể của tiên nguyên thành đều ngước đầu lên nhìn. Dưới vô số đôi mắt chú ý từ trong vòng xoáy, một con trùng tộc thân dài ba trượng, toàn thân giáp sát bao trùm, sinh ra bốn chân, đầu có ba sừng, giống như một con bọ ngựa to lớn bò ra. Nó leo lên gần vòng xoáy, đôi mắt phức tạp hiện lên cảnh tượng thành trì bên dưới. Đồng tỉnh mới truyền đến con trùng tộc Đường Lan thứ hai đã xuất hiện. ngay sau đó là con thứ ba, con thứ tư. Trong giây lát phô thiên cái địa. Giống như miệng cống được mở ra, từ trong vòng xoáy xoay tròn, vô số trùng tộc hình thể không đồng nhất, tạo hình không đồng nhất trút xuống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 hơi thở trên trời dưới đất, xung quanh vòng xoáy đã trải rộng trùng tộc. Có càng nhiều trùng tộc còn đang từ trong vòng xoáy xông ra. Giết! Tiếng ngầm giận dữ truyền ra, ánh sáng đủ mọi màu sắc từ bốn phương tam hướng bao trùm. Từng con trùng tộc khí tức cường đại còn chưa chạy được mấy bước, đã hóa thành thịt nát. Nhưng tất cả những trùng tộc kia vẫn là cái sau nối tiếp cái trước, liên tục không ngừng. Giống như chém không hết, chém không dứt. Trùng tộc may mắn còn sống sót dẫm lên trùng tộc bị giết, điên cuồng lao về phía trước. thân thể tàn phá vọt tới trước mặt đám linh thể, há miệng cắn xé, vùng trảo lên thân hình của từng con linh thể rất nhanh đã ảm đạm sau nửa chén trà nhỏ phòng tuyến thứ nhất do các linh thể tổ chức bị đột phá sau một chén trà phòng tuyến thứ hai bị sụp đổ sau một nén nhang đạo phòng tuyến thứ tư lại bị đột phá không biết bao nhiêu linh thể bị đánh tan trong phủ thành chủ trong tẩy hồn trì linh thể dưới đất liên tục không ngừng mượn hồn ấn của bản thân để tụ hợp thành thân thể liền bay ra mà cũng không quay đầu tiếp tục gia nhập vào trong chiến trường cho dù các linh thể sẽ không thật sự diệt vong nhưng mỗi lần cảm nhận được linh thể bị đánh vỡ như vậy cũng không khác gì đóng băng loại chiến đấu có thể xưng là khốc liệt này các linh thể đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi đại chiến chỉ mới bắt đầu được nửa ngày tiên nguyên thành lớn như vậy đã bị lung lạc một nửa cũng là cho tới lúc này các linh thể của tiên nguyên thành mới dầm rãi ngăn cản trùng tộc tiến đến. Hai bên lấy tuyến thành trì trung tâm làm ranh giới, chém giết lẫn nhau không ngừng. Mỗi một linh thể tham chiến đều chết mấy lần. Có thể tưởng tượng nếu như không có tẩy hồn trì, thì thành tiên nguyên đã bị công phá từ sớm. Chính là mượn tẩy hồn trì, các linh thể của tiên nguyên thành mới có thể không ngừng sống lại từ trong tẩy hồn trì, rồi tiếp tục chiến đấu một lần nữa đây là lựa chọn năm xưa của tiên nguyên thành từ thành chủ cho tới thành dân bình thường lấy toàn bộ thành trì làm vật tế lấy tẩy hồn trì làm cơ sở thoát khỏi ràng buộc nhục thân dùng lực lượng gần như bất tử bất diệt để đối kháng với truồng tộc không nên cảm thấy đây là chuyện gì tốt có lẽ thời gian ngắn mà xem bất tử bất diệt quả thật không tệ nhưng nếu như lần lượt tham gia đại chiến thảm liệt lần lượt trải nghiệm cảm giác tử vong đó chính là hành hạ năm xưa ở Tiên Nguyên Thành, phóng nhãn ra toàn bộ Cửu Châu cũng là một thế lực nhất đẳng. So với nhất phẩm tông môn hiện nay thì không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vì Cửu Châu, Tiên Nguyên Thành không thể không đưa ra lựa chọn như thế, bởi vì luôn luôn phải có người đứng ra. Đứng ra cùng với Tiên Nguyên Thành còn có 17 nhà thế lực đỉnh tiêm khác. Không gian của 18 nhà thế lực này bây giờ gọi là vô lượng thần cảnh thành chủ đứng trong phủ, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên bầu trời. Hắn có thể cảm nhận được từng tia khí tức làm cho người ta rùng rẩy phát ra từ trong vòng xoáy. Cảm nhận càng rõ ràng hơn lần trước. Thời gian thật không còn nhiều. Tiên Nguyên Thành có thể đỡ nổi lần này, lần sau, lần sau nữa. Nhưng mà một ngày nào đó, Tiên Nguyên Thành có thể ngăn nổi hay không, thì cũng chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Hy vọng ở đâu đó Trước đó có thể có người đứng ra. Thành chủ không khỏi nhớ lại thiếu niên kia, nếu như hắn, có lẽ sẽ có ít cơ hội đi. Một chiếc thuyền lớn có linh khí chậm rãi bay tới, trên thuyền là người của Lăng Vân Điện. Trước đó tin tức về vô lượng thần cảnh mở ra đã truyền đi, bốn thế lực gần đó đã lần lượt tìm đến, nhưng mà Lăng Vân Điện trên đường đến chậm trễ một chút, không thể vượt qua điều này sẽ dẫn đến thế lực tiến vào thành tiên nguyên chỉ có ba nhà người của lăng vân điện không rời đi mà chờ ở gần đó mãi cho tới khi nhận được tin tức của cổ tham dương thì mới chạy đến tiếp ứng lần này lăng vân điện là do phó sứ chu phái dẫn đội khoảng chừng trăm người hắn và cổ tham dương là người quen cũ dù sao thì vị trí của hai nhà cách nhau không xa quan hệ cũng không tệ gặp mặt nhau đương nhiên là một cuộc hàng huyên trong thành tiên nguyên không thể liên lạc với bên ngoài cho nên ai cũng không biết lần này vô lượng thần cảnh liên thông với nơi nào tình hình bên trong ra sao bây giờ biết được vô lượng thần cảnh liên thông là tiên nguyên thành chùi phái giật nảy mình bởi vì hoàn cảnh của tiên nguyên thành kia thật sự có chút ác liệt thần ngẩn cung lấy một địch hai là có thể sống sót nhiều người như vậy đúng là làm cho hắn có chút lau mắt mà nhìn kính nể không thôi đối với cổ tham dương Cổ tham dương đỏ mặt Nói đến chuyện lần này gặp phải Thì hắn đúng là xấu hổ Tiến vào tiên nguyên thành thì bị bắt Giam giữ trong địa lao Cuối cùng nếu không phải nhờ lục Diệp tiến vào Nghĩ cách cứu viện Thì sợ rằng giờ phút này đã không còn tính mạng Vội vàng để lại lời khen của chùa phái Hắn thấp giọng nói với chùa phái Sau khi dần dần biết dân tướng Chùa phái biểu lộ đặc sắc Hắn cũng có nghe qua danh hào Của bích huyết tông lục nhất Diệp nhưng mà tu vi của lục diệp trên kim quan đỉnh chỉ có tầng năm còn có chút khoảng cách với những người bọn hắn cho nên chỉ nghe qua không quá để ý nhưng mà hắn không ngờ rằng lúc này mới chưa qua bao lâu mà người trên kim quan đỉnh kia đã đi vào cấp bậc bọn hắn là một lần nữa nở độ ánh sáng trong tiên nguyên thành lần này khoa trương hơn gần như là bằng sức một mình làm tàn phế toàn bộ phong hoa viện điều này mới làm cho thần ẩn cung có thể ổn định thế cục, chuyển bại thành thắng. Nhìn ra tiềm lực của lục diệp, chùa phái tất nhiên là cố ý kết giao. Một lát sau, thuyền lớn lên không, dưới sự điều khiển của tu sĩ Lăng Vân Điện bay về chỗ ở của thần ẩn cung. Cũng lúc này Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn cũng biết tin tức về vô lượng thần cảnh đã đóng. Nhưng điều khiến cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là rất nhiều tu sĩ nhà mình tiến vào trong đó vậy mà không có một người nào còn sống sót. Thậm chí ngay cả tán tu vạn ma lĩnh cũng chỉ có vài người may mắn còn sống. Từ trong miệng những người còn sống sót kia, hai nhà dần dần biết rõ chuyện đã xảy ra trong tiên nguyên thành, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Lần này tổng số tu sĩ tiến vào vô lượng thần cảnh có khoảng 5-600 người, trong đó một phương vạn ma lĩnh chiếm hơn 6 phần 10. Có thể nói trời sinh đã đứng ở thế thượng phong. Nhưng kết quả cuối cùng chính là gần như toàn bộ quân vạn ma lĩnh bị diệt. Hạo Thiên Minh có hơn 100 người may mắn còn sống sót. Hạo Thiên Minh rốt cuộc làm thế nào? Mấy người sống sót cũng không quá rõ ràng. Bởi vì khi phát giác được thế cục không ổn, bọn hắn đã trốn đi rồi. Mãi cho tới khi thành tiên nguyên đóng, cũng không dám lộ diện. Chỉ mơ hồ nghe nói bên Hạo Thiên Minh, có người có thể thúc đẩy được linh thể của tiên nguyên thành tác chiến. Như vậy mới khiến cho vạn ma lĩnh tổn thất nặng nề thiền cơ thường minh nghe nói tin tức này cũng đang thông qua đủ loại con đường để chứng thực. tuy rằng thường minh không tham gia đối kháng với hai đại trận doanh, nhưng tin tức chưa bao giờ xuất hiện này là có thể bán được giá tốt. nếu như có thể làm rõ ràng cách làm sao thúc đẩy linh thể, thì tất nhiên có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn. bởi vì trước kia chưa bao giờ có người nào có thể thúc đẩy linh thể trong thành tiên nguyên hoặc là trong vô lượng thận cảnh khác. có thể đoán không bao lâu nữa chuyện xảy ra trong tiên nguyên thành sẽ lan truyền tu sĩ thần ẩn cung cố nhiên có thể thủ khẩu như bình nhưng mà những tán tu hạo thiên minh còn sống thì chưa chắc có thể làm như vậy bọn họ vốn đã phải chịu khổ một khi thương minh mở ra giá tiền thích hợp rất nhiều tình báo chưa chắc không thể bán đương nhiên cho dù tin tức lan truyền cũng không liên quan quá nhiều chuyện hóa trành linh là bản lĩnh của hổ phách không liên quan tới lục diệp người khác cho dù biết cũng không có cách nào bắt trước. Sau hai canh giờ, đại trận trong thần ẩn cung mở ra, thuyền lớn bay xuống. Người của Lăng Vân Điện không dừng lại lâu, bọn hắn đã chờ bên ngoài một tháng, chỉ vì tiếp ứng người của thần ẩn cung. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành tất nhiên phải trở về nhà. Nhưng trước khi đi, chùa phái đã phát ra lời mời với lục dịp, mời hắn tiến về Lăng Vân Điện làm khách. Đêm đó, cổ tham dương thiết yến, cảm tạ ơn cứu mạng của lục dịp và tất cả những gì hắn làm trong tiên nguyên thành. Một trận nâng ly cạn chén, chủ và khách đều vui. Ngày hôm sau, lục dịp đánh thức cự giáp đang ngủ say, dẫn hắn thẳng đến thiên cơ điện của thần ẩn cung. Khoảng cách đến tầng 9 của lục dịp cũng không còn xa. Sau khi tu sĩ đến tầng 9 thì phải tìm cho mình một bộ công pháp thiên cấp. Nếu không thì sau này linh khiếu không thể mở. Việc này phải đề phòng chu đáo, tránh cho tới lúc cần dùng thì trên tay lại không có. Công huân thì hắn không thiếu, chỉ cần tìm được công pháp thích hợp là được. Còn về cự giáp bị kẹt ở tầng 9 không biết bao lâu, Tư Mã Dương cũng đã chết, hắn không còn chỗ để đi. Nếu đã nguyện ý đi theo mình, thì lục dịp tất nhiên chạy đến thu nhận hắn vào bích huyết tông. Cho nên cần cho cự giáp một bộ công pháp thiên cấp. Cự giáp không có công huân nhưng mà không sao công huân này chẳng những có thể lấy được từ việc đánh giết địch nhân mà còn có thể thông qua bán đồ cho thiên cơ bảo khố để mà lấy trên tay lục diệp có rất nhiều linh khí không cần thiết nhất là linh khí phi hành để cự giác cầm lấy bán cho thiên cơ bảo khố là hắn có thể đạt được đủ công huân làm như vậy là rất thu thiệt không thể nghi ngờ bởi vì công huân mua đồ từ thiên cơ bảo khố và việc bán đồ trên lệnh rất lớn lấy thanh bàn sơn đao của hắn mà nói, công lao trên lệch gần một nửa. Nhưng muốn có công huân trong khoảng thời gian ngắn để mua công pháp thiên cấp cho cự giáp, cũng chỉ có biện pháp này. Rất nhiều tông môn đỉnh tiêm đều thông qua loại phương thức này, gấp nhọc công huân cho đệ tử xuất sắc trong tông môn. Hai người cùng nhau tiến vào trong thiên cơ điện, trước kia cự giáp hẳn là chưa từng tiếp xúc qua thiên cơ bảo khố, cũng may, mặc dù tính cách của cự giáp này giống như là một nạp nhìn thì ngu ngơ, nhưng thật ra không tính là đần. Lục dịp chỉ đơn giản nói chuyện với hắn một lần, hắn đã hiểu rõ. Kích hoạt ấn ký kết nối với thiên cơ bảo khố, cự giáp ở trong đó tìm kiếm công pháp thích hợp với bản thân, mà lục dịp cũng đang tìm kiếm. Thật ra, công pháp thiên cấp không hề ít, nhưng đường tắt dễ dàng lấy được nhất chỉ có thiên cơ bảo khố, cho nên đối với bất kỳ tu sĩ nào thì công huân đều không thể thiếu mỗi một bộ công pháp có hành công lộ tuyến không giống nhau. Trong thân thể tổng cộng có 360 linh khiếu, lộ tuyến hành công có thể nói là thiên biến vạn hóa. Công pháp tốt xấu thì thể hiện trên lộ tuyến hành công. Công pháp tốt thì lộ tuyến hành công có thể làm cho tu hành, đấu chiến càng hữu hiệu, càng nhanh, trái lại thì kém hơn. Linh khiếu và linh khiếu sâu chuỗi với nhau cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cho dù là hai linh khiếu ở gần nhau cũng chưa chắc có thể tùy ý sâu chuỗi. Nếu mà tùy tiện thử rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng ác liệt. Bây giờ các loại công pháp lưu truyền ở Cửu Châu đều đã thông qua thời gian và khảo nghiệm từ nhiều đời tu sĩ. Mặc kệ bọn chúng tốt hay xấu đều là công pháp có thể sử dụng an toàn. Nếu như không theo lộ tuyến hành công của công pháp để sâu chuỗi linh khiếu, thì vận khí tốt có thể không sao. Vận khí kém vô cùng có thể dẫn đến linh lực của tu sĩ bị hao tổn. Đây là ác quả mà bất kỳ tu sĩ nào cũng khó mà tiếp nhận. Công pháp rất quan trọng, nhưng nó không phải là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến thực lực của tu sĩ. Cho dù tu hành công pháp kém một chút, chỉ cần nội tình của bản thân tu sĩ đủ cường đại, thì cũng có thể phát huy ra thực lực cường đại. Trong thiên cơ bảo khố, công pháp thiên cấp thích hợp cho lục dịp tu hành có khoảng trăm bộ. Khoảng cách giá cả giữa bọn chúng cũng rất là lớn một bộ kém nhất phải hơn 1.300 công huân, một bộ, bộ tốt nhất phải hơn 5.000 điểm công huân, chênh lệch khoảng 4 lần. Nhưng hiệu suất tu hành của cả hai sẽ không khác nhau tận 4 lần, thậm chí cũng sẽ không vượt qua 4 thành. Có lẽ nhiều lắm thì lục dịp đoán rằng chỉ chênh lệch 1-2 thành. Nói cách khác, nếu như lựa chọn công pháp đắt nhất, tiến hành tu hành sẽ có hiệu suất cao hơn lựa chọn công pháp trẻ nhất 1-2 thành. Chiến đấu cũng có khả năng tăng lên thực lực một hai thành. Loại tăng lên này đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng là rất lớn, nhưng là chỗ tốt do tốn hao càng nhiều công huân. Nhưng mà hơn 5.000 điểm công huân thật sự là quá nhiều, cho dù là những tu sĩ xuất thân từ tông môn đỉnh tim. Gấp nhặt từ tầng 1 đến tầng 9 cũng không có khả năng gấp nhặt được nhiều công huân như vậy. Giống như tư mã dương, mục tiêu của hắn thật ra là gấp nhặt 1.500 điểm công huân mà thôi, cho đến khi chết cũng không tích lũy đủ, bằng không mà nói hắn đã sớm chuyển tu công pháp thiên cấp. Lại nói Phùng Nguyệt, thân là trấn thủ sứ của Phùng Gia, ngẫu nhiên sẽ bằng quyền hạn trấn thủ sứ của mình mở một chút đường nhỏ cho mình. Lấy việc công làm việc tư một chút, cũng chỉ kiếm được hơn 4.000 điểm công huân Kết quả, cuối cùng đều quyên góp cho Bích Huyết Tông. Lục dịp điều tra ấn ký chiến trường Thân phận đệ tử Bích Huyết Tông Tù vi 155 khiếu Vị trí chiến trường Linh Khê Công Huân 5132 Khoảng cách đến bộ công pháp đắt nhất còn thiếu 200 điểm công huân Trước đó sau khi công chiếm trụ sở của Phùng Thị và Thiên Sát Điện thì Lục Diệp đã thu được rất nhiều công huân của Tông Môn Trước khi mua sắm ở Thiên Cơ Trụ thì Hoa Từ đã cho hắn một khoản lương tháng để hắn có 5.000 điểm công huân Nhưng rất nhanh Lục Diệp đã tiêu tốn 2.000 điểm mua địa tâm hỏa. Tiếp theo, được hào thứ, liễm tức, tri thức về các loại linh văn. Khi rời khỏi trụ sở của Bích Huyết Tông, chiến công của hắn không đủ 3.000 điểm. Trước mắt có thể có nhiều như vậy. Thu hoạch của kẻ địch chỉ là một bộ phận trong đó. Một bộ phận khác là do lần trước xử lý chiến lợi phẩm ở Ngân Quang Đảo. Từ bên phía Kinh Thiên Tông, hắn đã thu được rất nhiều túi trữ vật của tu sĩ, trong đó có rất nhiều linh khí, bao gồm những túi bỏ trống kia, bị mất kia, đều bị hắn bán cho thiên cơ bảo khổ. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà hắn muốn gấp nhặt một số lượng công huân rất lớn, cho nên gần đây, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ tiến vào thần cảnh một chút, thì hắn cơ bản không sử dụng chiến công. Nhưng mua công pháp thiên cấp là không thể nào tiết kiệm công huân. Đây là chuyện rất quan trọng đối với việc tu hành và tấn thăng vân hạ cảnh sau này. Từ trong túi trữ vật, tùy tiện lấy ra mấy món linh khí mang đi bán, gom góc công huân cần thiết, lục dịp mua công pháp kia. Không đạt được vật thật, mà là có một ánh lửa khắc sâu vào trán của hắn, rồi biến mất không thấy. Cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân, rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu, làm cho lục dịp có thể biết được đủ loại huyền diệu của công pháp thiên cấp. Đại Nhật Lưu Ly Quyết Đây chính là tên gọi của công pháp kia không thể so với Hồng Liên Thăng Thiên Quyết có thuật pháp kèm theo. Công pháp này không có bất kỳ sự phụ trợ nào, nhưng tu hành đến cực hạn lại có đủ loại thần diệu chi uy rất hợp với lục diệp. Từ chỗ dương quản sự kia đạt được kim thiền tiêu giao quyết là mua được Hồng Liên Hoành Thiên Quyết từ huyền môn, lại đến Đại Nhật Lưu Ly Quyết, từng bước từng bước trưởng thành làm cho tâm tình của lục diệp rất là xúc động. Đương nhiên tu vi của hắn còn chưa tới tầng 9, tạm thời không cần chuyển tu công pháp này. Xem xét công huân còn lại, rất tốt, chỉ còn có hơn 30 điểm mà thôi, ngay cả tiến vào thần cảnh cũng không có đủ. Nhìn về Cự Giáp, gia hỏa này còn đắm chìm trong thiên cơ bão khổ, không biết có bị hoa mắt hay không. Lục Diệp đẩy hắn một cái, lúc này Cự Giáp mới thu hồi tâm thần quay đầu nhìn. Lục Diệp đã chuẩn bị sẵn một cái túi trữ vật giao cho hắn muốn cái gì thì giữ lại, còn không thì bán đi, mua công pháp. Cử Giáp tiếp nhận, quay đầu liên kết với thiên cơ bảo khố. Kết thúc tập 68 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.